cuộc sống hiện nay, khi những cơ sở vật chất ngày càng đủ đầy, con người có xu hướng quan tâm đến việc chăm chút hơn cho đời sống tâm hồn của họ. Điều này được thể hiện qua thú vui như massage thư giãn hay sử dụng đồ trang sức mang tính chất phong thủy. Trong số rất nhiều sự lựa chọn ấy, những mẫu vòng đeo tay phong thủy vẫn thu hút được sự quan tâm của nhiều đối tượng khách hàng hơn cả. Hãy cùng nhà sàn Tây Nguyên điểm qua những mẫu vòng phong thủy được yêu thích nhất. Ngày nay, bởi nhu cầu cải thiện đời sống tinh thần cũng như niềm tin về các yếu tố phong thủy, ngũ hành, con người ngày càng có xu hướng lựa chọn những món đồ trang sức được chế tác từ những loại đá quý. Khi dạo quanh một vòng thị trường, không khó để người dùng có thể bắt gặp những mẫu vòng tay hay dây chuyền được tạo ra một cách vô cùng tỉ mỉ từ các mẫu đá như pha lê, hồng ngọc, hổ phách hay thạch anh. Mỗi dòng đá đều sở hữu cho mình những đặc điểm khác nhau. Tuy nhiên, giữa rất nhiều những sự lựa chọn đó, những mẫu vòng đeo tay phong thủy thạch anh vẫn được yêu thích hơn cả. Thực tế, thạch anh là một loại đá có rất nhiều biến thể đa dạng về chủng loại và màu sắc, nên được mọi người ưa chuộng để làm đồ trang sức. Được tìm thấy trong các hang động núi hay các núi đá tự nhiên, nên chúng khá cứng, cực kỳ khó vỡ so với các đá tự nhiên thông thường khác. Không chỉ sở hữu sự đa dạng trong lối thiết kế cũng như nguyên liệu cấu thành, mỗi sản phẩm đều sở hữu cho mình những ý nghĩa vô cùng khác biệt và phù hợp với mong muốn cũng như nhu cầu của từng đối tượng người dùng. Kinh nghiệm lựa chọn vòng đeo tay phong thủy phù hợp. Hiện nay trên thị trường, rất nhiều những mẫu vòng tay phong thủy với đa dạng về kích thước, màu sắc đều bày bán một cách rộng rãi. Điều này khiến cho mọi người gặp không ít những khó khăn về việc đưa ra sự lựa chọn. Hiểu điều này, nhà sàn Tây Nguyên mang đến cho khách hàng những kinh nghiệm chọn vòng đeo tay phong thủy. Kinh nghiệm số 1. Lựa chọn vòng tay có màu sắc sao cho hợp với mệnh. Thực tế, đây là điều vô cùng quan trọng và cần phải được đặc biệt quan tâm khi chọn mua vòng đeo tay phong thủy hay bất kỳ món đồ có tính phong thủy nào khác. Thực tế, do sở hữu một sự đa dạng tương đối lớn về cả kích thước, màu sắc cũng như hình dáng, tùy vào mục đích sử dụng, nhu cầu cũng như mệnh của người dùng để có thể đưa ra được quyết định đúng nhất. Ví dụ, nếu đối tượng sử dụng là nam giới mang mệnh kim, thì khi mua vòng đeo tay phong thủy thạch anh, nên lựa chọn những mẫu sản phẩm có tông bạc, màu vàng. Một số loại thường được sử dụng phổ biến như thạch anh ánh kim và vòng tay thạch anh trắng. Kinh nghiệm thứ hai, lựa chọn vòng đeo tay phong thủy có kích thước phù hợp. Đối với các sản phẩm vòng đeo tay nói chung cũng như vòng thạch anh nói riêng, kích thước luôn là yếu tố cần được quan tâm. Trên thực tế, việc đeo một chiếc vòng quá chật sẽ gây đau tay, khó khăn trong vận động. Ngược lại với một chiếc vòng quá rộng có thể dễ rơi rớt, gây hỏng hóc, mất mát. Do vậy, để có thể khiến cho bản thân cảm thấy thực sự thoải mái, chúng ta nên tìm kiếm một sản phẩm có kích thước vừa với cổ tay. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp để có thể xác định được kích thước phù hợp với vòng tay. Tuy nhiên, để có thể biết một cách chính xác nhất, chúng ta nên sử dụng các sợi chỉ để đo hoặc đến trực tiếp các cửa hàng để được tư vấn một cách cụ thể nhất. Nhà sàn Tây Nguyên, đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm vòng tay thạch anh phong thủy uy tín, chất lượng. Để sở hữu cho mình một chiếc vòng tay thạch anh phong thủy chất lượng nhất, bạn nên chọn mua ở các cửa hàng buôn bán các sản phẩm thạch anh uy tín. Một đơn vị được mọi khách hàng yêu thích, đánh giá cực cao trong suốt thời gian dài. Nhà sàn Tây Nguyên là một đơn vị như thế và xứng đáng để bạn đặt trọn niềm tin. Với vòng tay thạch anh nói riêng và bao quát là vòng đeo tay phong thủy nói chung, luôn được các nghệ nhân sành sang đón. Nhưng với một thị trường béo bở như thế này, rất nhiều nơi đã làm giả, hàng nhái kém chất lượng, mất đi mục đích vốn có nó mang lại. Chúng tôi tự tin là đơn vị uy tín nhất Việt Nam, chuyên cung cấp các loại đá phong thủy nguyên chất đến từ các bàn tay tài hoa nghệ nhân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Bạn có thể truy cập thêm đường link phần mô tả bên dưới để lựa chọn cho mình sản phẩm ưng ý nhất. Nhấc máy gọi ngay nhà sàn qua số điện thoại 0903 097626 để được hỗ trợ tận tình. Nhà sàn chào bạn, chúc bạn luôn gặp niềm vui và nhiều may mắn trong cuộc sống.